ví này thao ra, ra đây, ra đây. Giỏi thế nhỉ. À, ví lên đây là gì? Hả? Thao. Ờ, mang đi. À. Đi, đi đâu làm gì? Hỏng ngôi chứ. Rồi, biết rồi, biết rồi. Đi giỏi nha. Đi lấy bên này cho vào đây nó đi. Vào đâu. Là anh đi nhanh hả? Anh đi ra đi đào đỉnh mắm đi. Đó là anh đi chạy theo anh ạ. Hả? Ờ, đi về nhà đi, về nhà ăn đi chạy đi. Đâu? Ôi, con này, ướt đâu. Thao phải mang, nha. Ngồi đó. Lấy mày ăn. Đây là rất nhiều măng. À, ví này thao ra, ra đây, ra đây. Giỏi thế nhỉ. À, ra đây. À. Rất nhiều măng mọi người nhé. Đây, một củ măng này. Nhìn cái đất mình cắt nữa. Măng ngọt đấy. Có đứng, ngả đấy. Ngoài trong, ngoài trong. Măng ngọt nhỉ. Siêu ngon luôn. Ngon không? Hả? Ngon đi. Ngon quá nhỉ, măng này ngọt mà. Ngọt chứ ngon. Măng này đi ăn như thế này mọi người thấy là rất là ngọt, thì đi ăn như thế này được. Cái này to nhỉ? Hả?
ăn nó ngon mọi người ạ. Cái đắng, cái nhỏ đắng. Vừa thế đấy ạ. Vừa thế rồi. Đó, còn nữa tí nó vào đâu uống. Không chạy đem ăn được nữa, bỏ đi. Thì làm mà đi tắm mới chứ. Đâu đây? Đi lên đây làm gì? Hả? Không, mang lại đây. Để ta mang lại ra được. Hả, mang lại đây. Đâu nữa? Quần đi đến bẩn hết kìa. Được hết rồi. Ờ, mang đi. Đó. Đó, đấy đó. Này, đi rất thông minh nhé. Đi được mệt không đủ nữa, đi lấy thêm người mệt nữa. Ngọt à? Măng này rất là ngọt mà nè. Đi ăn thực tiệt luôn rồi. Măng này, măng mọi người xem, trắng, trắng tinh luôn. Đấy, chỗ này mình dập tí ra. Đấy. Đi đi. Đi đi. Nó đứng đứng ăn cái tí nữa, nhìn ra. Ta đi ra xong rồi. Làm này ta làm. Đi ra xong này.
Đó đây, đi đây. Đi đây, đây. Dám đi, đi. Đi đây, chúng mình có bận. Có bận chân. Đi đây. Ở đây ra đây. Đấy, ngồi đây. Chứ ngồi đây thì bao là cái mệt nhá. Hả? Cái mệt thì thôi. Ôi là quên rồi. Ngồi đây, chết đi. Đây để luộc ăn nhá, luộc mình ăn nhá, cắt lên luộc ăn đây nhá. Đi ngồi đây, nó đứng dám 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 lấy chân, nó cho nên đắng. Bạn đi ngồi sang đây, đi ngồi sang đây. Bây giờ mình giờ mình thái để mình phơi đó. Thái những cái măng này là mình để phơi nhá. Cắt tay, cắt tay. Măng này mình phơi khô nha, phơi khô đây để mùa đông mình lấy ra mình nấu sôi lên, rồi sau đó mình cho vào mình dùng đồ ăn như nấu vịt, nấu các món xương rất là ngon. Đi. Hơi đắng. Với măng đắng này để phơi. Phơi là mình muối. Đấy, mình để nguyên như này rồi mình muối. Đấy, để tí là mình cho vào muối. Đấy, đấy. Đừng quên ra đấy nào. Làm đi. Tránh đấy. Quên ra. Để mình nhờ. Để tí là phơi. Đi lại. Lại ghế ngồi đi. Lại ghế ngồi đi. Rồi, đàn này để tí là mình muối ớt, muối tươi. Đi ngồi đấy, đi ngồi đấy. Đi, ngồi ra ghế. À, ngồi ra ghế tí nó luộc ăn. Tí nó luộc ăn. Mình phơi nhé. Phơi khô. Cắt. Nó cần khoảng 3 đến 4 nắng là mình mới em. Tí nữa làm bằng muối. Măng đấy à? Hãy lên muối. Đi này, cái này ngọt ăn nấu luộc lên mới ngon. Biết ăn sống đấy, ăn sống nó không ngọt bằng ấy đâu. Ăn sống này không ngọt bằng ấy đâu. Luộc lên ngon hơn nhá. Thì nó bán luộc kìa, ngọt kìa. Tí nó luộc cho anh. Tí nó luộc cho anh, miếng này.
tí nữa ba lột kìa, sáng nữa ba lột kìa. Tí ta lột ăn. Đánh đấy, đánh đấy. Sáng nữa rồi. Tí nữa lột ăn. Yêu vậy. Nào. Đi. Lấy nồi làm gì vậy? Đi, lấy nồi làm gì? Hỏng nồi chứ. Lấy nồi đã làm gì đấy? Nào, lấy nồi làm gì? Hả? Lấy nồi làm gì? Hả? Hả? Vì lấy nồi làm gì? Sao vậy? Lấy nồi đã làm gì? Lấy luộc ăn luôn á. Hả? Nào. Vì lấy nồi làm gì vậy? Hả? Hả? Tí nào chứ, tí nào mà luộc ăn chứ. Hả? Sao vậy? Tí nào chứ, tí nào mình mày chứ. Tôi này đó, tí nào. Hả? Đây luộc à? Đây luộc à? Hả? Hả? Đây luộc à? Lột ăn à? Lột ăn hay sao? Lại gọt tí nữa. Ờ. Măng đấy mà măng lột đâu. Măng lột ăn à? Đi muốn lột ăn à? Măng nấu rồi mày măng ăn đâu. Đây. Ngoài, cái đấy không phải, cái đấy phải luộc cái đấy đó, tí nữa luộc cái này. Mà cắt cái này mà luộc cho ăn. Ngoài, ngoài, đây. Đây đây. Cái nước phải đấy đó. Cái nước phải đấy nhá. Đây, cái măng này này. Măng luộc mà ngon này. Đây ba thử coi nào. Măng này mới ngon này. Nha. Ừ. Đấy, giờ mình cắt cái này nhé, cắt cái này để mình luộc, luộc cho Bibi ăn trước. À, Bibi có vẻ hơi đói rồi. Đây mọi người này, đấy nhá. Mình măng này mình luộc lên thì Bibi chắc chắn là rất là ngon luôn. Nó ngọt lắm. Măng này mọi người ăn không? Đấy đấy. Yeah. Ăn đang sống này mà ngọt thế này thì luộc ngọt lắm. Ngon nào. Rất ngon. Ăn không? Này mới ngọt này, ngọt lắm. Ngọt siêu ngon mà ngọt. Ngọt lắm đi. À, thế nên mình lấy một ít đây nữa nè. Cái này ngọt này. Ong đến ăn kìa, rất nhiều ong đến đây nhá. Anh biết đây 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 đây, đây này mọi người lấy cái này này, đấy cái này tí là mình muối, cái này luộc đi đi ăn rất là ngon. Đây nhìn ngon lắm. Ngon không?
mới lấy luôn. Đó nào. Nhưng mà luộc từng này nhiều rồi. Hai bố con thì khả năng ăn từng ngày thôi. Đĩa, mình luộc từng này thôi. Được từng này thôi nhá. Đi để đấy, để ba vào lấy nước nhá. Lấy nước ra nhá. Thấy nhá. Ra lấy nước nhá. Lấy nước ra để luộc mình ăn nhá. Hả? Cái đó, luộc ăn nhá. Đi đỏ đi đúng không? Ngồi đấy nhá. Ngồi đấy. Cẩn thận giáo nhá. Rồi, thì nó sôi nhá. Sôi mình ăn nhá. À, lên ba bếp, lên. Quần bật hết rồi, ăn xong để tắm nhá. Ôi, đi ăn cái đấy làm gì? Đừng luộc trong này đi. Đi, luộc trong này mà. Đây, 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 đây. Để bắt ăn. Tháo. Tháo. Muối. Muối chứ không phải đâu. Để vào đây muối. Ngồi sang ghế ngồi đi. Ngồi đấy đi. Mình phơi. Mùa đông mình ăn. Mày ăn à? Hả? Đấy. Đấy, thấy nhá. Đấy, cái này là mì chè tư đi. Đấy. Đó. Cắt tay đó, đừng cắt cho tay vào đằng kia. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
để tí nó luộc đây, ăn măng luộc tí. Ăn chứ ăn măng đấy. Chưa, ngon lắm, tôi ăn cái đấy. Ngon lắm. Cháu ơi làm gì? Hả? Đi Việt luôn cháu vào đấy à? Hả? 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 Cháu biết. Ăn ít măng này thôi, tí nữa còn đấy. Còn ăn cái măng kia nữa, luộc. Này đi ăn khá thứ nguy hiểm. Này đi ăn khá nhiều măng à, ngọt quá mọi người à, rất là ngọt. Măng măng này măng đúng là chuẩn của nó là măng ngọt đấy. Cắt tay. Này, rất là ngon. Vỡ ra những miếng. Biết rồi, đi giỏi nha. Đi lấy bên này cho vào đây nó đi. Này sao này lấy này. Hả? Đi đây. Đi đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? À xem măng chín chưa? Đợi tí nào để vào kiểm tra cho. Nóng đấy, phôi cặn lưới rồi, mày đấy nhỉ, mày hẹn giờ đúng không? Ờ, rồi, để ba lại chưa? Ờ, rồi. Này. Ăn cắt chân nó nóng chân. Giỏi, măng ngon đấy. Bà gắn nhé, biết rồi. Nhìn mạnh rồi, biết rồi. Đừng bước, đừng bước. Nào Bi. Này măng này rất là ngọt. Luộc lên càng ngọt. Rồi. À, cái gắn này.
Ăn không? Ăn đây thì là ba ăn xong nhá. Cắt nữa ta. Phương cho mình nắng. Ăn đi mi. Đi ngồi đây nhé, ba lại chơi cây rồi nhé. Nhé. Ba lại chơi cây rồi đi. Ngồi đâu? Ba lấy cái này, để ba vào lấy cái cây cho mà. Thế đây hả? Đây, đừng bốc, đừng bốc, đây. Bí đâu? Bốc này. Đây, đây, có bí đây, từ từ đây bí á. Ăn đây. Ngồi á. Ăn làm bí ăn không? Tuyệt vời mọi người ạ. Nhưng món măng này rất là ngon nhá. Hãy bị ăn từng này thôi nhá. Nhá. Ừ. Hay quá găm cho cái này. Ừ. Ăn đi. Nhá. Ba lại trái cây ngồi đấy.
Sao? Ngon không? Măng ngon không? Hả? Măng ngon không? Cáp. Măng ngon không? Qua chân, qua chân, qua chân, qua chân đấy. Từ từ đó, từ từ đó. Đấy. Rồi, rồi, rồi. Đi rồi. Rồi, đây đây đây. Ngon rồi thôi. Ngon rồi thôi. Hỏi mình lên. Ừ, đây đây đây. Đấy. Nào tay vào. Rồi, rồi. Măng này đây nhá. Cắt sai cho anh. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ờ, biết, 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 biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ừ, đi đợi thêm ấy, thêm xoài ấy. Cũng lâu lắm ấy, chơi cho biên xoài. Xoài này thì hái ở vườn nhé. Đây, xoài sạch. Đó. Chất thơm mọi người. Biết rồi đấy. Rất là ngon, thơm lắm. Ừ. Ăn khá nhiều măng này á. Ừ. À, đi ăn đây nha. Ừ. Ăn thì ba cắt măng. Ngon, ăn rất là ngon. Đây, đi đi bỏ này vào đây đây. Ăn hết à? Ừ? Đói, ăn thế thôi. Ăn nhiều, ăn bao nhiêu măng nữa. Mấy măng ngoài này. À, mình ăn một hộp măng muối. Mình cho muối. Hay được rồi, bà này nhá. À, đừng ăn. Nào. Nào tay. Đây, nào tay, đây, đây. Mình làm tiếp nhá. Ừ. Rồi, cho măng này vào đây. Ừ. Nó nào? Hả? À, sang đây. Sang đây, để sang đây, sang đây. Đây mọi người nhá, mình tiếp tục làm cái măng măng muối này. Đây mình đây mọi người nhá. Đây cái đoạn non là mình có đây muối.
đây này.